bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Le Français pour vous, tiếng Pháp dành cho bạn. Ở một bài học trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến việc di động từ nhóm 1 ở thì hiện tại. Xin nhắc lại với các bạn, thì hiện tại, présent được dùng để diễn đạt những hành động đang diễn ra và hiện tại ở đây có thể hiểu theo nhiều mức độ. Còn động từ nhóm 1 là các động từ có quy tắc và dạng nguyên mẫu có đuôi là er, e. Chúng ta có thể liệt kê một số động từ nhóm 1 như marcher, đi bộ, regarder, xem, aimer, yêu thích, travailler, làm việc, vân vân. Các động từ nhóm 1 không kể động từ aller, mặc dù có đuôi er nhưng thuộc nhóm 3, nhóm các động từ bất quy tắc. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến phần nội dung ngữ pháp này, đó là các di động từ nhóm 3 ở thì hiện tại, présent. Và dĩ nhiên, với thời lượng của chương trình, chúng ta cũng không thể học hết toàn bộ các động từ bất quy tắc trong tiếng Pháp, mà chỉ có thể tập trung vào một số động từ được sử dụng thường xuyên nhất thuộc trình độ A1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học cách chia và sử dụng bốn động từ avoir, être, faire và aller. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập để nắm vững hơn cách chia và cách sử dụng của chúng. Động từ avoir được sử dụng để diễn đạt có, sở hữu. Người Pháp còn dùng động từ avoir để diễn đạt trạng thái của cơ thể, ví dụ avoir faim, đói, avoir soif, khát, avoir chaud, nóng, avoir froid, lạnh, avoir peur, sợ, avoir mal, đau. Động từ avoir cũng hiện diện trong các ngữ động từ như avoir envie, muốn, avoir besoin, cần, avoir raison, có lý, avoir tort, lầm. Ngoài ra, động từ avoir còn đóng vai trò trợ động từ khi chia các thị kép. Do đó, động từ avoir là một động từ cực kỳ quan trọng trong tiếng Pháp. Bây giờ chúng ta học cách chia với động từ này nhé. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ma famille a 5 personnes. J'ai un frère et une sœur. Gia đình tôi có 5 người. Tôi có một anh và một chị. Mes enfants ont 7 ans et 10 ans. Ils ont envie de jouer dans le parc. Các con tôi 7 tuổi và 10 tuổi. Chúng muốn chơi ngoài công viên. L'âne a froid. Elle a faim aussi. Elle a besoin d'un café chaud et d'un bon pain. Lăng lạnh, cô ta cũng đói, cô ta cần một tách cà phê nóng và một ổ bánh mì ngon. Vous avez mal où? J'ai mal à la tête. Bạn đau ở đâu? Tôi đau đầu. Một động từ cũng cực kỳ quan trọng trong tiếng Pháp đó là động từ être. Nó tương đương với động từ to be trong tiếng Anh để có thể kết hợp với tính từ để chỉ thuộc tính của người và vật. Être cũng được dùng như trợ động từ khi chia các thị kép và khi cần diễn đạt dạng bị động. Chúng ta hãy quan sát cách chia động từ être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Elle est française. Elle est célibataire. Cô ta là người Pháp, cô ta độc thân. Nous sommes contents. Vous êtes contents aussi? Chúng tôi hài lòng. Còn các bạn cũng hài lòng chứ? Je suis à Saigon, mais je suis de Cần Thơ. Tôi đang ở Sài Gòn, nhưng quê quán của tôi ở Cần Thơ. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et maintenant, il est 8 heures. Hôm nay là thứ sáu và bây giờ là 8 giờ. Ce livre est à moi. Et ces stylos sont à vous. Quyển sách này là của tôi và những cây viết này là của các bạn. Est-ce que tu es de mon avis? Es-tu d'accord? Bạn có cùng ý kiến với tôi không? Bạn có đồng ý không? Động
từ faire cũng là một động từ phổ biến trong tiếng Pháp. Faire có nghĩa là làm. Người Pháp dùng động từ faire trong các ngữ như faire la cuisine, làm bếp, faire la vaisselle, rửa chén, faire le ménage, dọn dẹp nhà cửa, faire du sport, chơi thể thao. Ngoài ra, động từ faire còn được dùng ở dạng vô nhân xưng, impersonnel, để nói về thời tiết. Chúng ta cùng học cách chia động từ faire nha. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Tôi xin có một số lưu ý về cách chia động từ faire. Ba ngôn số ít có cách đọc giống nhau. Fait, fait, nhưng cách viết thì khác nhau. Ngôi je và ngôi tu có tận cùng bằng chữ S, còn ngôi il, elle số ít tận cùng bằng chữ T. Ngôi thứ nhất số nhiều, nous, đã lẽ học là faisons, nhưng phải đọc là faisons, faisons. Ngôi thứ hai số nhiều, vous, không phải là vous faisiez, mà là vous faites, vous faites. Ngôi thứ ba, il, elle số nhiều, được chia là ils font, elles font. Các bạn đừng nhầm với cách chia ngôi này của động từ avoir là ils ont và động từ être ils sont. Sau đây là một số ví dụ về cách dùng của động từ faire. Maman fait la vaisselle, papa fait le ménage et je fais du sport. Mẹ rửa chén, ba quét dọn nhà cửa, còn tôi thì chơi thể thao. Nous faisons nos courses au marché. Elles font leurs courses au centre commercial. Chúng tôi đi mua sắm ở chợ, các cô ta mua sắm ở trung tâm thương mại. Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Il fait 35 degrés. Hôm nay trời đẹp và nóng, trời 35 độ. Động từ aller có đuôi là er nhưng lại là một động từ thuộc nhóm 3, động từ bất quy tắc. Do đó, nó không được chia như những động từ có nguyên mẫu tận cùng là er, mà nó có cách chia đặc biệt. Bạn hãy quan sát cách chia của nó. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Động từ aller có nghĩa là đi. Ví dụ, đi học, đi Pháp, đi Mỹ. Người Pháp còn dùng động từ aller để chỉ tình trạng sức khỏe hay chỉ trạng thái vận hành của một vật hay một sự việc nào đó. Aller còn có nghĩa là hợp, phù hợp với cái gì đó. Ngoài ra, động từ aller còn là trợ động từ cho thì tương lai gần, le futur proche. Tous les jours, mes enfants vont à l'école en bus. Mỗi ngày, các con tôi đến trường bằng xe bus. Je vais en France et tu vas aux États-Unis. Tôi đi Pháp, còn bạn đi Mỹ. Mes grands-parents vont bien. Et vous, vous allez bien? Ông bà tôi khỏe, còn bạn, bạn có khỏe không? Son travail va bien, mais ses études vont mal. Công việc của anh ta thì ổn, nhưng việc học của anh ta thì tiến triển không tốt. Cette chemise te va bien. Elle va bien avec ce pantalon blanc. Chiếc áo chemise này rất hợp với bạn. Nó rất hợp với cái quần dài màu trắng. Nous allons bientôt manger. Chúng ta sắp ăn rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa học xong cách chia của bốn động từ avoir, être, faire và aller cùng một số cách dùng của chúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại một lần nữa cách chia của bốn động từ này. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont.
Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Bây giờ chúng ta bước vào phần bài tập nha. Bài tập đầu tiên tôi mời các bạn hãy trả lời khẳng định cho các câu hỏi sau đây. Các bạn hãy quan sát ví dụ. Tu vas à Lyon? Bạn đi Lyon à? Câu trả lời sẽ là Oui, je vais à Lyon. Vâng, tôi đi Lyon. Ils sont japonais? Họ là người Nhật à? Câu trả lời sẽ là Oui, ils sont japonais. Đúng, họ là người Nhật. Chúng ta hãy bắt đầu làm bài tập nha. Exercice 1. Répondez affirmativement. 1. Nous allons à l'école. 2. Oui, vous allez à l'école. 2. Ils font le ménage. Oui, ils font le ménage. 3. Tu es italien? Oui, je suis italien. 4. Vous avez une voiture? Oui, nous avons une voiture. 5. Elles vont au marché? Oui, elles vont au marché. 6. Il fait de la pluie. Oui, il fait de la pluie. 7. Il a mal à la tête. Oui, il a mal à la tête. 8. Vous faites 2 km tous les matins? Oui, nous faisons 2 km tous les matins. 9. Je suis beau? Oui, tu es beau. 10. Vous allez à la piscine? Oui, nous allons à la piscine. Chúng ta chuyển sang bài tập thứ hai. Các bạn hãy chia động từ trong ngoặc đơn ở thể hiện tại. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. Các bạn có khoảng 10 giây cho mỗi phần. Exercice 2. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. Nous sommes vietnamiens. Nous avons la nationalité vietnamienne. Nous allons à Singapour. Nous faisons du shopping. Chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi có quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi đi Singapore. Chúng tôi đi mua sắm. Elle est étudiante. Sa maison est loin de l'université. Chaque matin, elle va à l'université à vélo. Son vélo est rouge. Lan là sinh viên. Nhà cô ta xa trường đại học. Mỗi sáng cô ta đến trường bằng xe đạp. Xe đạp của cô màu đỏ. Je suis Laurent,
et je fais du football. Avec mes amis, nous allons au stade tous les jours. Mes amis sont très gentils. Ils ont une voiture. Et vous? Vous faites du football? Vous avez une voiture? Tôi là Laurent và tôi chơi đá banh. Cùng những người bạn, chúng tôi đến sân vận động mỗi ngày. Những người bạn của tôi rất tốt bụng. Họ có một chiếc xe hơi. Còn bạn, bạn có chơi đá banh không? Bạn có xe hơi không? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của buổi học hôm nay. Ở bài tập này, các bạn hãy chọn đúng động từ trong số các động từ avoir, être, faire và aller để điền vào chỗ trống. Đồng thời, phải để động từ đó ở dạng thích hợp của thì hiện tại. Các bạn có khoảng 20 giây cho mỗi phần. Các bạn bắt đầu nhé. Exercice 3. Compléter avec les verbes avoir, être, faire, aller à la bonne forme. Ils sont Nicolas et Sophie. Ils vont à Marseille en train. Le train va vite. Dans le train, ils font une petite sieste. Aujourd'hui, il fait du soleil. Sophie a chaud. Elle ne va pas bien. Elle a peur du soleil. Elle est un peu en colère. Voilà, Nicolas và Sophie. Họ đang đi đến Marseille bằng xe lửa. Xe lửa chạy nhanh. Trên xe lửa, họ ngủ trưa một lúc. Hôm nay trời nắng. Nhưng Sophie nóng, cô ta không khỏe. Cô ta sợ nắng. Cô ta hơi bực bội. Je suis Paul. Ma petite sœur est Jeanne. Nous sommes français. Je fais 1m80. Ma sœur fait 1m70. Nous avons une maison à Toulouse. Je fais beaucoup de sport. La natation et le judo me vont très bien. Je vais à la piscine tous les jours. Tôi là Paul, em gái tôi là Jeanne. Chúng tôi là người Pháp. Tôi cao 1m80, em gái tôi cao 1m70. Chúng tôi có một căn nhà ở Toulouse. Tôi chơi thể thao nhiều, bơi lội và judo rất hợp với tôi. Tôi đến hồ bơi mỗi ngày. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay, bài học về cách chia và cách sử dụng của bốn động từ bất quy tắc cơ bản nhất của tiếng Pháp. Hy vọng các bạn hiểu bài và sử dụng tốt các kiến thức của ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều chương trình bổ ích và thú vị. Nếu các bạn chưa đăng ký vào kênh của chúng tôi, Le Français pour vous, các bạn hãy đăng ký nhanh lên để nhận được những thông báo khi có video học tiếng Pháp mới. Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những góp ý xây dựng từ các bạn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học khác. Merci, au revoir et à bientôt.